Dạ. Rồi. Welcome. Đi với Nhi hôm nay. Tất nhiên lợi luôn, có một dặm rồi. Khoa nói vậy thôi, rồi đi chỗ khác đi mi. Vlog ngày hôm nay là dắt mấy bạn đi coi VR, IR với lại thế giới nó đang được đầu. Nãy vừa nổ não, banh sát á. Nghĩ là được rồi, ngồi học mấy tiếng đồng hồ được nghe là sắp tới sẽ có sản phẩm gì rồi. Tất cả những cái thiết bị điện thoại của bạn được thay thế bởi cái gì rồi. Thậm chí là bạn đang dùng Zoom để họ sẽ thay bằng cái gì rồi. Meta nổ não lắm bạn, Meta rất chi là banh sát luôn và học những anh khác nữa. Rất là nói tới đây thì nếu các bạn ở trong phòng, trong lớp của Nhi, trong lớp này giống như Nhi thì các bạn có thể danh em nhanh nhanh thể nghiệm cái này. Xin lỗi đuổi nó đi rồi giờ kêu nó lại. Tôi nói là mọi thứ rất là đơn giản, kiểu ngây thơ cũng có thể làm được, tức là nếu, sử dụng được. Tức là bạn không cần phải là chuyên gia về công nghệ thông tin, bạn chỉ cần đeo cái đó là nó rất là đơn giản, bạn có thể sử dụng nó. Và tương lai là Nhi bỏ cái này vô trong lớp học, tức là Nhi nghĩ Nhi đã ra rất là nhiều ý tưởng, nhưng mà trong tương lai ví dụ như muốn mở lớp học thì các bạn muốn gặp Nhi trực tiếp thì các bạn không cần phải đến lớp trực tiếp nữa, các bạn không cần phải gặp trực tiếp nhiều nữa, các bạn không cần phải ngồi trong cùng lớp học nữa. Và 3-4 năm tới đây là cái plan của Nhi sẽ đưa cái này về Việt Nam. Sơn đang là vlog cho nên tới lượt Sơn. Dạ. Sơn, trải nghiệm của em sau vài tiếng đồng hồ sao? Chắc là đã được du hành thời gian đến 556. Thì cảm thấy là vừa rồi thì là một kỷ nguyên, nhiều kỷ nguyên của AI mới đi vào lại học, là kỷ nguyên của AI thì được một tiếng vừa rồi là như kiểu là không thể tưởng tượng được là sắp tới nó như nào. Mấy đứa nó kiểu là nhi lê có vẻ như là nó banh quá, nó nổ quá, nó làm mọi người sợ và lo lắng. Em nghĩ sao về điều đó? Thôi, cứ sơ đi, tại vì nó là thật mà. Em quân tới lượt quân. Đây, gương mặt trẻ trên làng vlog của Nhi Lê. Nhi mới hốt được quân qua. Quân em cho chị biết là sau vài giờ đồng hồ ở xin được 24 tiếng đồng hồ rồi. Em nói cho chị nghe là cảm xúc của em lúc này cứ thế nào. À, cảm xúc của em bây giờ là như kiểu bắt đầu tiến được trải nghiệm một cái cảm giác đó mà em nhìn được trước tương lai nó như thế nào. Còn lúc đang ở Việt Nam thì chỉ có biết những cái mà nó tương lai ngay rất là bình thường thôi. Kiểu nó là những kiểu ở Việt Nam giống như kiểu văn sai đô nó quá sử dụng á, thế giới nó dùng kiểu gì rồi dùng sóng dùng chạm chế rồi đến Việt Nam thì mình chỉ biết tới đó thôi. Mà khi mình ở đấy mình hiểu được thế giới đang đi đâu và tương lai nó đi như thế nào, mình nhìn trực trước luôn, mà nhìn nó một cách rất là rõ. Trước thì chỉ nghĩ có nó có nhắc tới thôi, nhưng mà mình không có được ở trong đó, mình được trải nghiệm á, thì mình chỉ tưởng tượng hình dung trong đầu một cách rất là mơ hồ. Nhưng mà đấy mình nhìn được trực tiếp, nhìn được hình ảnh của mình, có cái hình dung, có cái hình ảnh rõ à. Tuyệt vời. Tội nghiệp người em trai của tôi. Rồi giờ mấy bạn đi vô trong phòng này, nhưng cho mấy bạn được đeo với trải nghiệm đó. Đi. Hào hứng. Quên khúc này không được tài trợ nha, không ai tài trợ nha. Khúc này là tôi cho mấy người đi theo một cá thôi, cái bọn nó không có tài trợ tôi. Tôi tốn mấy chục triệu đi học đó. Anh Sơn cầm những cái bình nhé, anh Sơn cầm gần như cái bình nhé. Chưa đem à đây. Thôi người ta đang làm mình ngó theo cũng được. Đó. Trời ơi, đẹp quá hả? Cưng quá vậy. Ê, cái con robot đó nhìn Julia đó nhìn smooth quá vậy, nhìn mượt mà quá vậy. Sao ta thấy là
sao giống hai lúa vậy vậy bạn? Đây còn nhiều gian nữa nha, có muốn đi qua mấy gian nữa đâu. Đi. Xíu này Nhi sẽ lại trải nghiệm sao, tại vì vlog có 10 phút thôi. Cho nên là cho mấy bạn coi nhanh nhanh, xong Nhi đi trải nghiệm tiếp. Cái giống như cái trái tim nó đập 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 luôn, là do cái máy trên cái tay đó đó. Dành đây đó là y chang vậy đó. Có nhiều anh lớn, rất là nhiều anh lớn luôn mấy bạn. Cái này là ít bữa bạn thích chơi game á, đây nè mấy bạn mà game thủ nè. Mấy bạn game thủ là sẽ được chơi mấy kiểu như này nè. Hay ghê ông ơi, trời ơi đây nữa. Trời ơi dễ sợ. Anh Sơn bỏ trải nghiệm cái này đi nè chị. Đây là nguyên những cái gian hàng mà tất cả những cái hãng trên thế giới người ta đi về đây để người ta bắt đầu quảng cáo. Lúc nãy ở trong event thì nó có nói lúc đó đóng quân chứ không được, nó lại kêu công nhân lại lại dịch sai. Nó nói gì lúc đó? Nói cho mọi người nghe. Vlog này là hôm nay là vlog Ngô Đức Quân và Ngô Đức Danh. Nhi Lê chỉ làm interviewer thôi. Giờ là gì? Nó nói là ở trong đó tụi nó nói cái gì? Nó nói cái gì về mấy cái máy này? Cái máy này là nếu mình khi mà ở trong cái thời kỳ đại dịch á thì nhờ những cái máy này họ có thể làm nhanh hơn, họ có thể chế tạo được những cái vaccine rất là nhanh hơn là những con người và từ máy bò làm rất là nhiều chi phí cũng như bởi vì covid nó bị, với lại covid nó bị cắn gặp nhau á mọi người, cho nên là nó nói là nó đã sử dụng cái này trong covid mà chúng ta không hề biết, chúng ta chỉ thắc mắc là tại sao vaccine nhanh vậy, đúng không? Bởi vì nó dùng mấy cái máy này nè để nó training nhân viên để làm, cho nên khi nhân viên mặc áo đi, tức là khi nhân viên đã mặc áo để đi vô trong cái phòng chế vaccine là họ đã biết là cái máy đó như thế nào, cho nên là họ không gặp nhau, họ làm việc theo ca, nhưng mà cái tốc độ là hiệu quả thay đổi được bảy đến hay áp dụng nó áp dụng từ rất nhiều năm trước rồi, giờ giờ mình mới biết. Giờ mình mới biết đồ hại nước. Quên lý tình. Không, em thích chọc mấy đứa em như vậy, nhưng mà phải nhìn mặt mấy đứa để đi học nhìn nó vui. Rồi chừng đó thôi, hết rồi không? Đủ 10 phút rồi không? Nhiều quá. Mới có 8 phút à? 8 phút à? Nhưng mà mấy cái khúc đi bộ là ít 2 lên rồi mà. Trải nghiệm này. Nhân 2 lên rồi. Một trải nghiệm bảo tàng đấy. Cái này khả năng cái gì? Bảo tàng này. Ủa, đeo cái này vô là bảo tàng chứ không phải là chơi game. Cái này là biến sân rồi đó. Nó muốn để thêm văn hóa của đến là đây là người để phải bỏ ba. Ok, rồi bên này là có cái VR khác nè mấy bạn, VR AR khác mà về nó có cái cầm tay cái gì đó, nãy giờ chưa được phỏng vấn Thanh Thùy để cầm lộn lại để ở Thanh Thùy không cho phỏng vấn đây. Dạ, các bạn có thể đeo cái này xong rồi bạn sẽ được học để mà dùng máy móc để mà giống như kỹ sư vậy á, khi bạn học lắp ráp mà bạn không nhất thiết phải ra nhà xưởng để lắp ráp, tức là bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Hay thông minh. Hồi nãy mấy bạn có thấy không, có phòng Zoom nữa, rất là đẹp luôn. Phòng Zoom hả, nó giới thiệu là sắp tới Zoom tụi mình có thể học và tụi mình sẽ học và được chơi game trực tiếp với nhau trong Zoom nữa. Trời ơi như nào hứng lắm cái phút hay. À quay cái anh này đi, anh này đang đeo cái tay này này hay dễ sợ. Amazing mọi người. So cool. Tức là đeo cái đó vô là được cảm nhận những cái giác quan trên người của bạn luôn á. Ok. Rồi video dài quá. Rồi chân đó thôi. Cảm ơn các bạn đã đi theo vlog của Nhi. Nhi còn quay một ngày nữa. Nhi sẽ đi trải nghiệm từng chỗ. Nhi sẽ đeo từng cái trải nghiệm, không có nhiều dài dòng với các bạn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Và Nhi quay trở lại với những vlog khác. Đi học nhiều, đi dạy cho người Việt Nam. Cho nên là người Việt Nam cũng yêu thương lại Nhi. Nhấn like, share, subscribe. Ok, bye bye.
Đây là tôi khi nhìn thằng em tôi rất buồn cười. Tôi không biết nó đang làm cái quần. Nó đang rờ rờ cầm cầm đổ tới. Thiệt ra là bạn nhìn mình sẽ biết nó đang làm gì. Nó đang chế nước ép gì vậy. Nó nói nó chỉ uống nước ép vào hết rồi. Nó chơi xong rồi. Vui không Quân? Em nghĩ sao Quân? Quá đã hả em? Chơi 12 tiếng cũng được ạ.